Hoan hỷ chào mừng quý vị và các bạn đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý vị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý vị các bạn là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình tử vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý vị và các bạn cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị và các bạn. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý vị và các bạn, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri chính xác 100%, tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, có 7 dấu hiệu này, được Phật trời che chở hộ trì, đón vận may bất ngờ, trúng số liên tiếp, đổi vận cực giàu, tiền vàng nhét chật két. Chào mừng quý vị đã đến với video đặc biệt ngày hôm nay, nơi chúng tôi sẽ bật mí về những dấu hiệu quý báu mà người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 có được. Được biết đến là những người mạnh mẽ, kiên định và luôn mang trong mình năng lượng tích cực, tuổi Quý Hợi còn được trời phú cho những dấu hiệu đặc biệt, chứng tỏ họ là những người có căn lành được Phật trời che chở và hộ trì. Trong cuộc sống đầy thăng trầm và biến động, việc nhận ra và hiểu rõ những dấu hiệu này không chỉ giúp chúng ta tự tin hơn, mà còn biết trân trọng và phát huy những phước lành mà mình đang có. Vậy, những dấu hiệu đó là gì? Làm thế nào để nhận biết rằng bạn đang được Phật trời bảo vệ và che chở? Hôm nay chúng tôi sẽ cùng quý vị khám phá 7 dấu hiệu đặc biệt này. Đây không chỉ là những tín hiệu của sự may mắn, mà còn là minh chứng cho việc bạn đang được hưởng phước lành từ những thế lực tâm linh cao cả. Qua đó, quý vị sẽ hiểu thêm về bản thân, cảm nhận sâu sắc hơn về những điều tốt đẹp đang hiện hữu xung quanh mình. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu và khám phá những dấu hiệu này để cảm nhận sự bình an và phước lành trong cuộc sống. Đừng quên nhấn nút like và subscribe kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ video hấp dẫn và hữu ích nào khác. Nào, chúng ta hãy bắt đầu hành trình khám phá 7 dấu hiệu của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 ngay bây giờ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống chúng ta không thiếu những thử thách, khó khăn, đòi hỏi bạn phải có bản lĩnh, mạnh mẽ để đối mặt, và đôi khi, chính nó là sự thật, một thứ ta biết, ta hiểu, nhưng ta lại không muốn nghe hoặc không sẵn sàng chấp nhận. Tuy nhiên, thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng, và dù sợ hãi đến đâu, có những lúc bạn buộc phải nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng để vượt qua nó, từ đó mới có thể trưởng thành hơn. Và khi xem tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 là người thật thà, tốt bụng, tuy thời gian trước đó người tuổi này đã phải trải qua trăm đắng ngàn cay, khổ cực khôn cùng, nhưng nhờ giữ tấm lòng thiện lương và không bỏ cuộc mà từ trung vận trở đi, họ sẽ nhận được phúc báo lớn, được thần tài tìm đến ban lộc, đổi đời sung sướng, cả đời ấm no, hạnh phúc. Đặc biệt theo tử vi chỉ rằng, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì, Quý Hợi sẽ có quý nhân phù trợ, vận trình khởi sắc rõ rệt, nhưng bên cạnh đó cũng sẽ có những áp lực nhất định, đòi hỏi bạn cần tập trung trên mọi khía cạnh cuộc sống. Vậy những vận may bạn gặp phải là gì và những điểm hung bạn cần tránh là gì? Hãy cùng Lộc Vũ Quý tìm hiểu ngay sau đây. Trước khi đi vào nội dung chi tiết của chương trình hôm nay, quý vị hãy nhấn đăng ký miễn phí kênh Minh Đường Tử Vi để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Rồi sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để liên tục cập nhật những video mới nhất và hay nhất từ Minh Đường Tử Vi. Đặc biệt hơn nữa, nếu quý cô bác, anh chị vẫn còn thắc mắc cần tư vấn, giải đáp, thì quý cô bác, anh chị vui lòng để lại ngày, tháng, năm sinh âm lịch của mình xuống bên dưới video này. Minh Đường Tử Vi sẽ tư vấn và giải đáp cho quý cô bác, anh chị trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, xin mời quý cô bác, anh chị cùng đi tìm hiểu nội dung chính của ngày hôm nay. Sự thật chấn động về 7 dấu hiệu tuổi Quý Hợi là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì, gặp hung hóa cát, bất ngờ đổi vận giàu sang nhất họ, tiền tiêu ba đời không hết. Tài lộc nằm ở quanh mình, vận hạn sẽ hết đời mình tiến xa, mãi mãi dâng hưởng lộc nhà, chấm qua kiếp nạn phương xa sáng ngời, đôi đường chào đón lộc mời, tâm thân mệnh người hạn giới bình an. Đôi lời Minh Đường Tử Vi nhắn gửi tới anh chị tuổi Quý Hợi sinh năm 1983.
Anh chị thân mến, nhiệm vụ trong một kiếp nhân sinh của bạn không phải là chịu đựng và chỉ biết sống một cách mờ nhạt. Nhiệm vụ của bạn là có một đời rực rỡ, sống với những nhiệt huyết, cống hiến bền bỉ trong khả năng của bản thân, có một chút lòng nhân, có một chút lòng trắc ẩn. Vui một xíu, cười lên một tẹo và làm tất cả mọi thứ với một cá tính, một phong thái, một cái chất riêng biệt của bản thân mình. Có câu nói rằng, thế giới này không chỉ có mỗi nắng và cầu vồng, nó có những thời khắc tăm tối, có những phút giây mỏi mệt. Nó sẽ tìm cách hạ gục bạn, khiến bạn phải quỳ xuống dưới những gánh nặng đan xen. Không có gì ngạc nhiên về việc cuộc đời sẽ vất vả đôi khi, và lắm lúc bạn sẽ chán nản đến cùng cực. Vấn đề không phải là cuộc đời hành bạn đến mức nào, vấn đề là ở chỗ cách bạn lựa chọn đối diện với mọi khó khăn. Thời điểm bạn lựa chọn kiên cường và thời khắc bạn duy trì bản tâm để tiếp tục hiên ngang bước về phía trước. Trong cái tháng 6 âm của 2024 Giáp Thìn, vận thuận của Quý Hợi sẽ được mở ra, kết thúc cái vận trắc trở đã khởi từ 2020 và lên đến đỉnh ở 2023 vừa rồi. Sau đó, kéo dài đến tận 2025 là thời điểm đỉnh nhân sinh cận kề của họ. Bạn có tham vọng chứ? Bạn có điều mong muốn thực hiện chứ? Vậy hãy nhớ có một sự khác biệt vô cùng giữa việc chỉ tồn tại và việc thật sự sống. Bạn có trách nhiệm với nhiều người, có trách nhiệm với nhiều lời hứa hẹn bạn đã gửi vào nhân thế. Cũng có trách nhiệm với những ước mơ mà bạn đã nhắn vào vũ trụ bao la. Vậy nên đừng quên con đường mà bạn chọn và đích đến mà bạn mong. Còn nhớ chứ Quý Hợi? Nhớ rằng thế gian có thể dạy ta rằng tiền không mua được hạnh phúc, nhưng Quý Hợi luôn tin tiền là công cụ, luôn tin rằng vật chất sẽ khiến sự nghèo khó trở nên dễ chịu hơn. Là bản mệnh không bằng lòng với sự vui mà thiếu tiền tài, mong bạn tiếp tục chinh chiến, sống với đúng khả năng và vẹn toàn cái thành tựu. Còn ai nghỉ hưu sớm, ai buông bỏ sớm, ai không tham lam gì đó, kệ họ, việc của mình là có tham vọng và nỗ lực vì nó mà thôi, và cuối cùng có người tìm kiếm sự bình yên bên cạnh ai đó. Có người tìm đến sự giác ngộ, thiền định để đạt được sự bình yên trong thế giới nội tâm, có người tìm được sự bình yên khi được thế gian trọng vọng hoặc những người xung quanh công nhận. Nhắc lại để Quý Hợi nhớ, bình yên của bạn hơi tục một tí, là tiền đầy túi, ngân hàng 11 số, có vậy thôi. Bạn biết đấy, người sống trên đời không nên đi lùi về quá khứ, cũng không nên bước quá xa về tương lai, mà chỉ nên tập trung ở hiện tại. Vì khi tâm trí, thể xác, tinh thần của bạn cảm nhận được hiện tại, thì toàn bộ những lựa chọn hay quyết định của bạn mới được đủ sự sáng suốt, vẹn toàn. Tập trung vào bài toán cuộc đời của bạn để đỡ tốn thời gian mà chú ý đến cuộc đời người khác, cũng càng đỡ tốn công sức chú tâm đến những sự xì xào, không ủng hộ, phiền hà của thế nhân. Nâng tầm bản thân, tài năng lớn mạnh, học hỏi trau dồi luôn là điều quan trọng để bạn có thể nắm bắt cơ hội, thay đổi cuộc đời. Đừng để những dòng suy nghĩ như làm việc chăm chỉ là tư tưởng của thế hệ cũ hay phải nhanh chóng kiếm đường tắt để thành công làm ảnh hưởng đến định hướng của bạn. Một người sống một cuộc nhân sinh đúng nên làm một điều gì đó có ý nghĩa mỗi ngày. Đó có thể là một công việc nhàm chán, cũng có thể là một công việc không có thu nhập nhiều. Nhưng bạn làm là để có sự đáp ứng cơ bản của cuộc sống, cũng làm để tay chân, đầu óc, tư duy không trì trệ trong giai đoạn ươm mầm của ước mơ. Không nên vội vàng, vì vội vàng sẽ khó có thể trợ bạn đến đích. Cũng không cần so sánh bản thân, vì vạn tinh tú trên bầu trời có tính chất riêng biệt, có vị trí khác nhau và thời điểm tỏa sáng rực rỡ cũng không tương đồng. Bạn sẽ được hưởng cầu vồng và nắng trời chói chang ở thời điểm bạn xứng đáng được hưởng, sớm thôi, trong cái năm 2024 này. Nam Quý Hợi cần chủ động như mặt trời, tức tự tỏa ánh sáng chiếu rọi khắp xung quanh, cần xông xáo, dũng cảm, quên đi những sợ hãi do thất bại, xốc lại bản thân sau những ì trệ năm vừa rồi, ngoái lại một chút nhìn lại bản ngã, trách cái việc mình từng quá ngạo mạn mà thua thiệt nhiều khi. Lại nhớ lại một xíu, nhìn lại bản tâm, xem lại bản thân, những người yêu thương và trân trọng, rồi bước một bước thật kiên định ra khỏi cái vòng cũ kỹ, an toàn quen thuộc, dù có thể là một bước nhỏ, nhưng cũng có khi là một viên gạch đầu của một tòa lâu đài tráng lệ nguy nga. Nữ Quý Hợi cần phải nhu hòa như mặt trăng, tức phản chiếu lại ánh sáng ở vạn phía xung quanh, dù bạn có làm gì trong năm này, cũng nên có một người đồng hành, hiếm lắm mới có một nữ Quý Hợi có thể làm việc chung với bạn đời. Nên đừng bận tâm nếu bạn phải làm việc với người ngoài, có thể là bạn bè, cũng có thể là tri kỷ hoặc những đối tác mình từng hợp cảnh, hợp duyên. Trao đổi, lắng nghe, lập kế hoạch cụ thể rồi hiện thực hóa những dự định của bạn trong năm này. Lại cần lưu ý, bạn bè có năm chữ, kẻ thù cũng vậy, nên khi bạn lựa chọn đối tác, cần có trách nhiệm và đặt tâm trí vào quyết định của bản thân, không vì hợp chơi mà mong hợp làm, cũng đừng vì bản thân mình không mưu kế mà nghĩ thiên hạ này đơn giản, toàn người tốt xung quanh. Đôi khi có thể công việc của bạn không mang tính chất khởi nghiệp, nhưng bạn sẽ vẫn cần một người để phò trợ, giúp đỡ, đồng hành mà phát triển trong năm này.
Sự hy sinh của bạn cho thế giới xung quanh những năm vừa rồi đã đủ rồi, trông chờ việc bạn có thể tập trung vào bản thân trong cái thời điểm quan trọng của sự thay đổi này. Quý vị thân mến, theo tử vi tuổi Quý Hợi nạp âm hành thủy, do can Quý mạng thủy ghép với chi Hợi mạng thủy, tạo nên một Quý Hợi thanh tao, êm thắm, ôn nhu, bình tĩnh và hướng nội. Người tuổi Quý Hợi được cho là giao thiệp rộng, dễ giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhiều người. Khi nhắc đến những người tuổi Quý Hợi, nhiều người thường nghĩ họ có cuộc sống an nhàn. Có một điểm khá giống ở những người tuổi Quý Hợi là lành tính, chất phác, không thích cuộc sống màu mè. Người tuổi Quý Hợi thường tốt bụng, thân thiện và quý trọng các mối quan hệ, kể cả gia đình lẫn bạn bè. Họ thường khoan dung, độ lượng với lỗi lầm của người khác, nên dễ giữ được các mối quan hệ tốt đẹp. Họ cũng là người hết lòng vì bạn bè, gia đình, không mấy khi tính toán thiệt hơn, mà luôn chủ động, tự nguyện giúp đỡ khi người thân gặp khó khăn. Người tuổi Quý Hợi còn thuộc mẫu người chất phác, ít màu mè, tính tình ôn hòa, ít khi đẩy người khác vào tình thế khó xử. Trong suốt cuộc đời, họ luôn trung thực và biết nghĩ cho người khác. Họ ưa thích các buổi tụ họp, tổ chức những buổi kỷ niệm, sẵn sàng tham gia nhiều câu lạc bộ, hội nhóm. Người tuổi Quý Hợi thường chú trọng đến dáng vẻ đường hoàng, chỉnh tề, vừa có phong thái hào hiệp, vừa có tinh thần giúp người làm vui. Có thể thay người đảm đương những công việc khó khăn mà chẳng than phiền lấy nửa lời. Khi bạn bè gặp nguy nan, họ dễ chung tay giúp đỡ. Thái độ chân thành của người tuổi Quý Hợi sẽ giúp người trong cuộc nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè. Dù chưa yêu cầu hay nhờ cậy ai đó, nhiều người còn ví von rằng người tuổi Quý Hợi là thiên hạ đệ nhất đa sầu, đa cảm. Theo nhiều chuyên gia về tướng số, người tuổi Quý Hợi nói chung thích sự ổn định, nên ít phù hợp với những ngành nghề cạnh tranh gay gắt trong công việc. Họ thường lao động không biết mệt mỏi. Tuy nhiên, do bản tính người tuổi Quý Hợi thích ổn định, nên để có sự nghiệp cao thì cần nỗ lực phấn đấu. Tuy nhiên, nhiều người tuổi Quý Hợi thường rất thận trọng, nên tạo ra không ít trở ngại trên con đường tiến thân của họ. Ngoài ra, họ còn thiếu lòng tin. Khi bị hạn chế hoặc cảm thấy không vui, họ có thể buông xuôi, nhường hết cho đối thủ. Bởi thế dù có trình độ văn hóa cao, nhưng không nhiều người tuổi Quý Hợi có địa vị thật cao trong xã hội. Phụ nữ tuổi Quý Hợi thường ưa sạch sẽ, gọn gàng, mọi thứ trong nhà được bày biện ngăn nắp. Ngoài ra, họ có thể dồn toàn bộ sức lực vào những công việc mình yêu thích mà ít cần đền đáp. Họ có một tấm lòng cao thượng, giúp người không để lộ danh tính, còn yêu cầu người được giúp giữ bí mật. Còn trong tình yêu, người tuổi Quý Hợi rất chung thủy, họ không dễ yêu, nhưng một khi đã yêu ai họ sẽ dành trọn tình yêu cho người ấy. Tuy nhiên, cũng vì chung tình nên nhiều người tuổi Quý Hợi dễ bị lụy tình. Nhìn chung, tuổi Quý Hợi đều là những người khá thông minh, nhanh nhẹn, lại có tham vọng lớn. Họ thích theo đuổi ước mơ của bản thân, quyết tâm và ý chí cao, rất dễ thành công trong kinh doanh. Tuy tuổi thơ có nhiều khó khăn, nhưng tương lai rất thành đạt, thường gặp nhiều may mắn, thành công trong tất cả lĩnh vực nếu như biết quyết tâm cố gắng thực hiện ước mơ đó. Nam mạng tuổi Quý Hợi là người rất mạnh mẽ, có ý lớn, thông minh và mang vận số đào hoa. Họ được nhiều người yêu thích nhờ sự rộng rãi, thân thiện, không ngại thất bại nhưng cũng rất khó khăn để bạn đoán được tâm tư của con người này. Cuộc sống đàn ông tuổi Quý Hợi bắt đầu bớt lo lắng và buồn khổ từ lúc tuổi 30 trở lên. Tuy nhiên, sự thương đau và đau buồn đó là thường làm cho cuộc sống có nhiều thay đổi. Nữ mạng tuổi Quý Hợi có tính cách tỉ mỉ, làm gì cũng kỹ lưỡng, cẩn thận. Họ chỉ thích những mục tiêu to lớn, có ý nghĩa cao giúp ích cho mình, nên sẽ luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành nó một cách tốt nhất. Họ không thích sự ràng buộc, thích mạo hiểm, sáng tạo, mưu trí hơn người, đôi khi quá vội vã, nóng nảy khiến họ dễ mắc sai sót. Cuộc sống nhiều âu lo, giai đoạn trung vận, hậu vận mới được nhiều tốt đẹp và có tài lộc đáng kể. Trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ những nội dung chính sau đây. Thứ nhất, tổng quan tử vi tuổi Quý Hợi khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Thứ hai, tử vi chi tiết về 4 phương diện của cuộc sống tuổi Quý Hợi khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Thứ ba, tử vi chi tiết từng tháng trong năm 2024 của tuổi Quý Hợi. Và cuối cùng là lời Phật dạy. Đầu tiên, xét tổng quan tử vi tuổi Quý Hợi khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Xem tử vi của tuổi Quý Hợi ở thời điểm gần thì thấy được rằng, người tuổi Quý Hợi đối mặt với cục diện tự hình nên mặt cảm xúc có nhiều thay đổi. Trạng thái tinh thần không mấy hăng hái, bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng cho mình, chớ vì một rắc rối bất chợt xảy ra mà thành ra bi quan, chán nản, thậm chí là bỏ cuộc. Trong công việc, con giáp này có xu hướng tách biệt với mọi người, không muốn hợp tác với người khác mà chỉ muốn một mình hoàn thành nhiệm vụ, thái độ làm việc uể oải, không muốn cố gắng.
Đó là nguyên nhân chủ yếu khiến bạn dậm chân tại chỗ, khó có cơ hội phát triển. Chính vì thế bạn nên bắt đầu thay đổi từ chính bản thân mình, thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan. Thời gian tới đây, tình hình tài chính của Quý Hợi không có dấu hiệu phát triển tích cực, nguyên nhân là công việc có phần thụt lùi. Bạn sẽ phải dành nhiều thời gian để khắc phục khó khăn hơn là tập trung phát triển đi lên, khẳng định giá trị bản thân nên lương. Thưởng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, buôn bán kinh doanh túc tắc vẫn có lợi nhuận, nhưng còn kém xa với lợi nhuận mong muốn của bạn. Về phương diện tình cảm, đế vượng thúc đẩy, khiến con giáp này dành phần lớn tâm trí cho sự nghiệp, không mấy quan tâm tới chuyện tình cảm cá nhân. Với người độc thân thì không mấy ảnh hưởng, nhưng điều đó có thể tạo nên khoảng cách giữa các cặp đôi, bạn nên tìm cách cân bằng công việc và đời sống cá nhân của mình. May mắn trong tháng là tình hình sức khỏe của người tuổi Quý Hợi vẫn ở mức ổn định, dù đôi lúc phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở, song bạn vẫn không quá mức nhụt chí, những suy nghĩ tích cực sẽ góp phần giúp bạn cảm thấy phấn chấn, khỏe mạnh hơn. Cẩm nang vượng vận tuổi Quý Hợi mệnh đại hải thủy, trong khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Quý nhân, thân, dần. Tiểu nhân, sửu, tỵ. Màu sắc may mắn, cam, tím. Con số may mắn, 18, 24, 63. Tự hình án ngữ, vận trình sự nghiệp của người tuổi Quý Hợi có nhiều trì trệ, nguyên nhân chủ yếu do chính tinh thần uể oải của bản mệnh gây ra. Khoảng thời gian này, mặt cảm xúc của bản mệnh có nhiều thay đổi, làm gì cũng không thấy hăng hái, thường xuyên mệt mỏi, lười biếng, càng không có sự cố gắng. Tử vi thấy rằng, đây cũng chính là những tháng ngày bản mệnh phải đương đầu thái tuế, dự báo một tháng không hung, thì họa, mưu sự chật vật, bỏ ra nhiều công sức nhưng chưa chắc đã thu về thành quả mong muốn. Việc cũ, việc mới thường xuyên bị tồn đọng, con giáp này luôn kiếm cớ trì hoãn tới lúc nào hay lúc ấy, nhưng điều đó chỉ càng khiến mọi việc thêm bế tắc mà thôi. Đó là nguyên nhân chủ yếu khiến bạn dậm chân tại chỗ, khó có cơ hội thăng chức, phát triển trong sự nghiệp của mình. Ngoài ra, con giáp này còn có thể gặp khó khăn trong những công việc đòi hỏi làm nhóm hay làm chung với người khác, chủ yếu do bạn có xu hướng tách biệt với mọi người, không muốn hợp tác mà chỉ muốn một mình làm cho xong việc. Tuổi Quý Hợi luôn né tránh việc giao lưu, thái độ làm việc thì bảo thủ, cứng đầu, chỉ thích làm mọi việc theo ý mình. Điều này cũng sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều cho người xung quanh, thậm chí làm xấu đi các mối quan hệ của bản mệnh. Trạng thái làm việc sa sút khiến nhiều người có cảm giác chán nản, nảy sinh suy nghĩ muốn nhảy việc. Tuy nhiên, đây cũng đã là tháng cận kề cuối năm. Ý định thay đổi công việc là không phù hợp, bạn nên suy xét kỹ càng, chớ bồng bột đưa ra quyết định nóng vội kẻo tiến thoái lưỡng nan, đi không được mà ở cũng chẳng xong. Lưu ý thời điểm này có nguyệt lệnh lâm đế vượng, ngụ ý vận khí sẽ dần tăng, có thể sẽ có những khó khăn ban đầu, nhưng chỉ cần bạn ý thức được trách nhiệm của mình, chủ động thay đổi, hành sự không nóng vội, thì chuyện đâu sẽ có đó, kiên trì, nhẫn nại sẽ dẫn tới thành công, cơ hội không tự nhiên mà đến, vậy thì bạn phải chủ động tạo ra nó. Ngoài ra, sự cộng tác với đồng nghiệp và lãnh đạo là rất quan trọng, việc duy trì giao tiếp và hợp tác tốt với họ có thể giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ, công việc tốt hơn và cũng có lợi cho sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai của bạn. Nhìn chung thời điểm này, tuổi Quý Hợi cần phải chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng cho mình, chớ vì một rắc rối bất chợt xảy ra mà thành ra bi quan, chán nản, thậm chí là bỏ cuộc. Muốn mọi thứ có chuyển biến tích cực, trước hết bạn nên bắt đầu thay đổi từ chính bản thân mình, xốc lại tinh thần làm việc, thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan. Việc kiếm tiền trở nên chật vật hơn, dù có nỗ lực nhưng kết quả rất chậm hoặc gần như chưa thấy tác dụng gì ở thời điểm này. Với người làm công ăn lương, công việc chính mang tới nguồn thu nhập ổn định nhưng lại gặp nhiều khó khăn, có thể ảnh hưởng tới nguồn lương cố định của bạn. Tháng này, bản mệnh có phải dành nhiều thời gian để khắc phục khó khăn hơn là tập trung phát triển đi lên, khẳng định giá trị bản thân, nên lương, thưởng cũng kém đi ít nhiều. Với người làm kinh doanh, việc buôn bán, kinh doanh túc tắc vẫn có lợi nhuận, nhưng còn kém xa với lợi nhuận mong muốn của bạn. Đầu tháng sẽ cần tới sự kiên trì và bản lĩnh vững vàng của Hợi, bởi đây là thời điểm vận khí dễ sa sút mạnh, khó khăn ập tới. Nhưng chỉ cần bạn không nản lòng bỏ cuộc thì từ giữa tháng trở đi, nguyệt lệnh đế vượng mang tới vận khí cát lành, hóa hung thành cát, mang tới không ít vận may tài chính cho tuổi Quý Hợi. Đã vậy, các khoản chi tiêu trong tháng tăng lên đột biến, đủ các khoản tiền phát sinh cho công việc, cho gia đình, cho cá nhân. Chi phí sinh hoạt, đi lại, khiến bạn dù không muốn cũng sẽ phải bỏ tiền túi ra lo liệu. Lúc này, nếu không có khoản tích lũy từ trước đó, e rằng cuộc sống thêm phần eo hẹp, cần liệu cơm gắp mắm, chi tiêu đúng việc, đúng thời điểm, tránh lãng phí. Bạn có thể nhân cơ hội này để tính toán, đánh giá lại chiến lược và phương thức kinh doanh, cải thiện hình thức quảng bá sản phẩm nhằm thu hút thêm khách hàng.
chuẩn bị đầy đủ tới cuối tháng bung sức, đẩy mạnh kinh doanh, nhằm đúng thời điểm cuối năm sẽ đánh trúng tâm lý khách hàng, lợi nhuận hứa hẹn sẽ rất khả quan. Tử vi tháng khuyên bạn nên tập trung ổn định chính tài hơn là ôm đồm thêm các khoản khác, vừa tốn công sức, vừa có thể không đủ tiềm lực để theo đuổi, cuối cùng tiền mất tật mang. Nhất là những ai có tâm lý chờ vào vận may rủi, ham thích cờ bạc, cá độ, đỏ đen, cần nhanh chóng cảnh tỉnh bản thân kẻo tham thì thâm, thậm chí vướng vòng lao lý, tù tội. Tử vi tình duyên, gia đạo tuổi Quý Hợi. Trong thời điểm tới, tuổi Quý Hợi, các mối quan hệ tình cảm có thể có một số biến động, thay đổi, tâm trí của bạn dành phần lớn cho công việc nên có xu hướng bỏ bê, không chăm sóc đời sống tình cảm. Nguyệt lệnh lâm đế vượng khiến bản mệnh thường mải mê theo đuổi công danh, lại do công việc có nhiều không như ý, khiến con giáp này luôn phải ngược xuôi tìm cách tháo gỡ và giải quyết khó khăn. Càng không có thời gian để lo chuyện yêu đương, điều này với người độc thân thì không mấy ảnh hưởng, bởi dù sao trong tháng tự hình, người tuổi Quý Hợi không để ý nhiều đến cảm xúc của mình. Bạn rơi vào trạng thái thụ động về mặt cảm xúc, chưa sẵn sàng đón nhận những mối quan hệ mới, nên cũng không muốn gặp gỡ hay tìm hiểu ai ở thời điểm này. Tuy nhiên, nếu là người đã có đôi, việc bạn cắm đầu cắm cổ vào công việc có thể tạo nên khoảng cách giữa cả hai. Bạn nên tìm cách cân bằng công việc và đời sống cá nhân của mình để không khiến hạnh phúc bị sứt mẻ. Thời gian này, mối quan hệ của hai bạn có thể phải đối mặt với một số thử thách, đòi hỏi cả hai phải cùng nhau vượt qua, đồng thời, đó cũng là cơ hội để hai bạn cùng nhau phát triển và hoàn thiện. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở, song bạn vẫn không quá mức nhụt chí. Những suy nghĩ tích cực sẽ góp phần giúp bạn cảm thấy phấn chấn, khỏe mạnh hơn. May mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Quý Hợi vẫn ở vào mức ổn định, chỉ cần chú ý điều chỉnh nhịp sống và công việc thì gần như không có vấn đề nào phải lo lắng. Việc chú ý đến an toàn là rất cần thiết, tháng này, người tuổi Quý Hợi nên cẩn thận, chú ý nhiều hơn đến từng chi tiết trong cuộc sống, sẽ có nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là đừng quên học cách chăm sóc bản thân. Ngoài ra, bạn cũng nên xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, duy trì tập luyện và nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc quá sức. Kiểm tra sức khỏe thường xuyên và duy trì thói quen sinh hoạt tốt có thể giúp bạn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Tử vi chi tiết từng tháng trong nửa cuối năm 2024 của Quý Hợi sinh năm 1983, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Tử vi tháng 6 âm lịch. Xem tử vi cho thấy, vận khí của người tuổi Quý Hợi trong tháng khá lý tưởng, nhờ có sao Tốt Thiên Đức chiếu mệnh, những gì bạn làm sẽ được mọi người công nhận và tôn trọng, cũng có thêm cơ hội phát triển. Để hạn chế những rắc rối không đáng, bạn cũng nên chú ý đến quá trình giao tiếp, chớ vội gạt bỏ ý kiến của người khác một cách thẳng thừng. Ngạo mạn công việc có nhiều tiến triển lạc quan, vẫn còn đó những thách thức nhưng đó đồng thời cũng là cơ hội để bạn bứt phá trong thời điểm cận kề cuối năm này, do đó, tuổi Quý Hợi càng phải tập trung, tự tin, quyết tâm và không chùn bước trước khó khăn. Ngoài ra, bạn cũng nên tận dụng sức mạnh của đội nhóm để đạt được thành công. Tháng này tài lộc khá tốt, có nhiều cơ hội nâng cao thu nhập hơn ngay từ đầu tháng. Nhưng đừng lơ là cảnh giác, hung tinh kiếp tài rình rập nhắc nhở bạn. Hãy chú ý đến những khoản đầu tư thận trọng và đừng tham lam theo đuổi lợi nhuận bấp bênh, kẻo sẽ phải trả giá. Về chuyện tình cảm, đối với những người độc thân, cuối tháng là thời điểm tuyệt vời để kết bạn mới. Càng tham dự nhiều sự kiện xã giao, bạn càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với những người cùng tần số, cùng sở thích. Đối với những người đang yêu, mối quan hệ giữa hai bên sẽ tốt đẹp hơn nhờ có sự thấu hiểu và bao dung. Tử vi tháng 7, tháng 8 âm lịch của Quý Hợi. Tử vi hai tháng này cho biết, người tuổi Quý Hợi sẽ có cuộc sống tương đối ổn định, không có quá nhiều thăng trầm, các kế hoạch, sự nghiệp vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn, ít có rủi ro, song cũng thiếu tính đột phá, bạn vẫn nên chủ động, có sự đổi mới để nâng cao hiệu quả. Về mặt tài chính, bản mệnh có thể phải đối mặt với một số thay đổi nhỏ trong cuộc sống, các khoản chi phí gia tăng. Con giáp này cần nâng cao khả năng quản lý tài chính độc lập, không phụ thuộc quá nhiều vào sự giúp đỡ của người khác và chủ động lên kế hoạch cho tương lai của mình. Chuyện tình cảm trong tháng không có nhiều thay đổi, với người độc thân, mối nhân duyên với người cũ có thể chưa hoàn toàn chấm dứt và sự xuất hiện trở lại của đối phương trong tháng này, khiến cuộc sống của bạn ít nhiều có sự xáo trộn, cảm xúc của bạn dễ bị khuấy đảo, song hãy dùng lý trí để quyết định mọi chuyện. Hai tháng này có tinh tinh bạch hổ án ngữ, nhắc nhở những chú lợn cần chú ý hơn đến sức khỏe, thư giãn hợp lý, tránh làm việc quá sức. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm soát chế độ ăn uống, giấc ngủ và trạng thái cảm xúc của mình, cho bản thân nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn để nạp lại năng lượng và phục hồi. Tử vi tháng 9 và tháng 10 âm lịch.
Vận khí của người tuổi Quý Hợi trong tháng này tương đối ổn định, vẫn có thể làm những việc mình muốn mà không vấp phải quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cuộc sống diễn ra đều đặn có thể khiến bạn thiếu đi sự đột phá, mãi quẩn quanh trong vùng an toàn, cần phải thường xuyên thúc đẩy bản thân tiến về phía trước. Với sự xuất hiện của Ấn Quan, sự nghiệp của những chú heo vẫn đang có những bước tiến triển ổn định. Trọng tâm tháng này của Quý Hợi sẽ là những công việc làm theo nhóm, kết hợp với đồng nghiệp. Do đó điều quan trọng là khả năng làm việc nhóm, đề cao tinh thần đồng đội thay vì để chủ nghĩa cá nhân lên ngôi. Nếu đang mong đợi những bước nhảy vọt về tài chính trong tháng này, thì điều đó vẫn chưa xảy ra với bạn đâu. Đừng đặt kỳ vọng quá cao rồi phải thất vọng. Nhất là khi tiểu hao rình rập, những kế hoạch ăn sổi không thích hợp ở thời điểm này, bạn nên làm tới đâu chắc tới đấy để hạn chế rủi ro. Trong chuyện tình cảm, tuổi này vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn. Đối với những người đã kết hôn, hai bạn cần chú ý giao tiếp, thấu hiểu với đối phương để tránh những cãi vã, hiểu lầm vì những chuyện nhỏ nhặt. Đối với những người độc thân, bạn có thể tham gia một số hoạt động xã giao, giao tiếp với người khác giới thì mới có cơ hội gặp gỡ người phù hợp. Tử vi tháng 11 và tháng 12 âm lịch. Tuổi Quý Hợi có 2 tháng cuối năm vui buồn đan xen, trong khi công việc gia tăng áp lực thì rất may là chuyện tình cảm có nhiều điểm sáng, mang tới cho bạn niềm an ủi và động lực không nhỏ. Sao Thái âm rất tốt cho các mối quan hệ, bạn nên tận dụng điều này để tìm kiếm thêm sự giúp đỡ hoặc vun vén chuyện tình cảm của mình. Tử vi tháng mới dự báo, công việc của bản mệnh xuất hiện một số trục trặc, điềm báo xui xẻo, khiến bản mệnh thấy bế tắc vì không tìm được lối thoát. Trong đầu bạn thường canh cánh nhiều nỗi lo, áp lực nặng nề đè lên vai, nên mới không thể tập trung tìm ra phương án phù hợp nhất. Tài chính vẫn dậm chân tại chỗ, hãy cố gắng kiểm soát chi tiêu tốt hơn mới có thể đảm bảo cuộc sống ổn định, bởi lúc này bạn không có nhiều may mắn trong việc kiếm tiền. Cuối tháng nên lập kế hoạch mua sắm cẩn thận để tránh những khoản tiêu tốn vô bổ, không cần thiết. Hai tháng này không thích hợp để những người tuổi Quý Hợi độc thân yêu đương, bởi bạn đang ở trong trạng thái cảm xúc không ổn định và thiếu thời gian, cũng như sức lực cho việc hẹn hò. Tuy nhiên, đây sẽ là một tháng rất lãng mạn đối với các cặp đôi. Cuối tháng này, bạn có thể dành chút thời gian vui vẻ với người ấy, có thể hiểu nhau sâu sắc hơn và mối quan hệ của hai bạn sẽ tiến thêm một bước nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.